đây chúng ta nên dùng Win Mini để test cho nhanh nha các bạn. Bây giờ ta ra thử xem sao. Ba bên ba cho đồng hồ này sai số 0.2 và đó lại chân của IC. Ok, 34 35, đã có 33 rồi các bạn. 37 36, được 1 V. 28, có 3/3. 29, có 1 V. Ok, đây các bạn đi, các bạn thấy lên nó chớp rồi, đây nhận được IV rồi các bạn ơi. 192.1 số 8.1.10.80, còn đây đèn lên đã sáng. Ok, khi nào các bạn có gặp trường hợp như thế này, các bạn khoan hãy dội làm chip hay là SIO nha. Vì trường hợp này nó mắc lệnh ở các lệnh nguồn nuôi cho IC LAN hoạt động thì nó gây ảnh hưởng là không có LAN. Ở đây chúng ta vào thử mạng thì xem sao. Internet, không có internet rồi. Tôi nghĩ là nó đã nhận được LAN thì nó đã ok rồi, nó đã vô được mạng rồi. Nhưng tôi muốn kết nối để xem như thế nào. Bây giờ chúng ta không có chương trình diệt web. Không có trình duyệt web. Chúng ta sẽ pin Google sẽ xem sao. Ok, đã kết nối được mạng rồi. Bài viết đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.